cha đã cho quý vị rất nhiều cơ hội để sửa đổi tâm tính, để trở về chầu cha chầu mẹ trước bể rồng. Để một ngày càng khôn vũ trụ đã xoay, thì các vị đảo điên tâm trí, các vị không còn cơ hội để mà tu mà tập nữa rồi. Hiện nay các vị còn quay đầu hướng thiện, còn tu kịp để ngày sau các vị ngồi than khóc cũng tu không kịp nữa. Giống như ngài Thích Minh Tuệ, ngài ấy đã đi khắp nơi khất thực, và hiện nay ngài ấy cũng đã gieo giống hạt Bồ đề cho những người hiện nay, người ăn chay không được. Người ta thấy ngài Thích Minh Tuệ mà người ta dùng chay được đó chứ quý vị, thì thử hỏi người ấy phải chăng là người Bồ Tát hay chăng? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay mình có hữu duyên để gặp lại đệ Châu Phú An Giang, thì hôm nay có cái nhân duyên mình đi đám gặp được đệ ấy, thì mình cũng chia sẻ những đôi điều Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu có điều chi sơ xuất, mong chư quý vị niệm tình hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì mình kể ngược thời gian xưa, thật là xưa, lúc đó chỉ có ba vị là cao thượng, cao quý nhất. Đó là Đức Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thứ hai là mẹ Duyên Trì Kim Mẫu. Thứ ba là ngài Lão Tổ, mà người thường gọi là ngài Hồng Quân Lão Tổ. Nhưng mình biết ngài ấy là ngài Lão Tổ vì mình đã từng gặp ngài ấy. Mình hỏi ông là ai thì ông nói là Lão Tổ. Ông chỉ nói hai câu ngắn là Lão Tổ, cho nên là mình chỉ gọi ông ấy là ngài Lão Tổ. Thì kính thưa chư quý vị, trên cõi đời này chúng ta chưa sinh ra đời thì đã có ba vị, đó là ba vị tối thượng, tối cao. Cha nắm càn khôn vũ trụ, mẹ thì giữ trái đất, còn Đức Hồng Quân Lão Tổ có trách nhiệm và nhiệm vụ xoay chuyển càn khôn. Ngài có nhiệm vụ xoay chuyển càn khôn khi thế gian này có biến, và Đức Cha Ngọc Hoàng ra sắc lệnh thì ngài xoay chuyển càn khôn. Kính thưa chư quý vị, trong cõi hạ nguyên tàn này, chúng ta phải lo tu và sám hối với tội nghiệp của mình từ nhiều đời nhiều kiếp cho tới kiếp hiện tại này. Mình làm quá nhiều tội lỗi, mình không biết bao nhiêu kiếp trước mình làm tội lỗi gì, cho nên hôm nay mình phải cần sám hối với trời Phật và sám hối
với cha mẹ. Tội lỗi của mình đã gây nhiều tiền kiếp cho tới kiếp này, vô tình hay là cố ý, thì chúng ta đều ăn năn sám hối chừa lỗi xưa. Ăn năn sám hối là mình phải xem xét lại bản tâm mình xưa nay làm việc gì xấu thì mình bỏ và sửa. Tu là sửa, sửa tâm, sửa tánh. Tâm tánh mình còn hung ác thì mình sửa lại hiền từ và thiện mỹ. Nếu trong thế gian này chúng ta ai ai cũng thực hành thì không ai hiềm khích với ai. Cha mẹ cõi hư không rất đau, rất xót thương trong cõi hồng trần, vì chúng sanh mang nhiều tội lỗi, vì chúng sanh mê lầm và nhiễm tục trần quá nhiều. Cha ngồi giữa bể rồng thở dài vì thương xót các con, còn mẹ thì đau từng đoạn ruột vì thương cõi hồng trần. Mẹ ngồi giữa kim bàn từng nhỏ giọt châu, mẹ thương các con trong cõi hồng trần. Bao nhiêu lũy kiếp con đã xuống cõi hồng trần, sau nay con chưa chịu về để chầu mẹ chầu cha. Trong cõi thế gian con đã thấm nhiễm mùi trần tục. Ngày xưa người ta tu vì nhiễm sắc, ngày nay chúng sanh tu vì nhiễm tiền. Cái đồng kim này nó như dao bén cắt không hay. Mẹ rất đau lòng xót dạ vì các con. Mẹ đã từng năn nỉ cha rằng cho chúng sanh một cơ hội để lập công bồi đức, để tu tập rồi trở về. Cha đã cho nhiều cơ hội lắm rồi chúng sanh ơi, nhưng chúng sanh không thể giác ngộ vì đồng tiền, vì bất chấp tất cả. Nếu mình có đồng tiền, bất cứ chuyện ác gì cũng làm, bất cứ chuyện xấu gì cũng làm, thì thử hỏi ở cõi thế gian này làm sao chúng ta rửa được nội tâm. Nội tâm của chúng ta không thanh tịnh, không rửa được nội tâm làm sao sạch được linh hồn. Nếu không sạch được linh hồn thì vĩnh viễn đọa đày trong ba cõi sáu đường
lên lên xuống xuống mãi một mai không thể nào về được với cha cùng mẹ. Hỡi tất cả trong hoàng cầu vũ trụ trái đất ơi, hỡi các người hãy mau thức tỉnh hoài đầu và hướng thiện quy y Phật pháp cải tà quy chánh, mới mong ăn xá được tội lỗi của mình. Cha đã cho quý vị rất nhiều cơ hội để sửa đổi tâm tính, để trở về chầu cha chầu mẹ trước bể rồng. Để một ngày càng khôn vũ trụ đã xoay, thì các vị đảo điên tâm trí, các vị không còn cơ hội để mà tu mà tập nữa rồi. Hiện nay các vị còn quay đầu hướng thiện, còn tu kịp để ngày sau các vị ngồi than khóc cũng tu không kịp nữa rồi. Vì mình tội lỗi quá nhiều, mình rây tội ác từ vô lý kiếp cho tới kiếp này, mình không gọi rửa thanh tâm thì mình không thể về được chầu cha chầu mẹ. Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta tu đạo làm người, giữ trọn tư ân, ân cha mẹ, ân đất nước, ân đồng bào. Mình làm còn chưa xong nói chi tới đạo tiên, đạo Phật rất xa vời. Thật rất đau, rất xót trong cõi trần tục, trong cõi hạ nguyên này. Vì chúng sanh không chịu thức tỉnh tu hành, để một mai mình còn cơ hội trên đài cao gọi các linh hồn. Giờ đó linh hồn mình mới được về đó, được phân ngôi và phân thứ. Lơ mơ ở cõi trần này, chìm đắm mãi trong ba cõi sáu đường, và chìm đắm trong bả lợi danh, tiền tài danh vọng, thì không thể nào thoát ra được trong cõi mê. Đây là lời chân thật, lời thật lòng, mong ai đó nghe được thì hãy quay đầu hướng thiện và sửa lỗi lầm xưa. Mình lầm lỗi thì mình ăn năn sám hối, ở giữa trời cũng vẫn ăn năn sám hối được, chứ không cần ở nhà. Các vị cứ bảo rằng tôi mằng mới có tiền mới sống,
còn không màng lo tu lấy gì có tiền để sống. Thì xin thưa, chúng ta vừa măng vừa tu, ai làm công việc gì thì các vị phải hoàn thành công việc đấy, làm cho xong nhiệm vụ mình. Vợ làm xong nhiệm vụ của vợ, chồng làm xong nhiệm vụ của chồng, và con làm xong trách nhiệm và bổn phận của người con, trả hiếu cho cha cho mẹ trong lúc tuổi già bóng xế. Đó là trả tứ ân. Ân tổ tiên cha mẹ chúng ta cần nên phải cần trả, vì đó là ân nặng nhất trong bốn ân. Ân tổ tiên cha mẹ mình phải cần trả hiếu cho cha mẹ. Ân tổ tiên cha mẹ mình phải cần trả hiếu cho cha mẹ. Vì cha mẹ là đấng thiêng liêng, sanh mình ra có hình hài để học trí thông minh, và cha có công nuôi dưỡng cho mình khôn lớn. Nói chung cha mẹ là hai đấng sanh thành rất to lớn. Và cửu quyền thất tổ ông bà của mình là những vị có công trong cửu quyền thất tổ. Cho nên chúng ta cần phải lo tu và lo trả hiếu, hiếu thế gian và xuất hiếu thế gian. Hiếu thế gian là chúng ta vừa làm, vừa trả hiếu và vừa tu. Đó là tuyện ở cõi thế gian. Còn hiếu xuất thế gian, chúng ta cần phải tu, phải sốt sắng lo tu nhiều hơn nữa, và tu vào nội tâm nhiều hơn nữa để trả hiếu xuất thế gian, mới mong tròn bổn phận trong kiếp này. Nếu chúng ta nói rằng lo mằng có tiền thật nhiều để trả hiếu là sai. Tại sao tôi nói là sai? Sai vì lý do mình không lo tu là sai. Còn quý vị mằng có tiền nhiều, vừa có tiền nhiều và vừa lo tu là đúng. Đây mình so hai phương tiện đúng và sai. Sai là chỗ mình mằng có tiền mà không lo tu là sai. Còn vừa có tiền vừa tu là đúng. Đúng là đúng trách nhiệm của người làm con ở cõi thế gian. Và vừa tu là mình vừa trả hiếu xuất thế gian của bổn phận làm con và làm cháu, thì ông bà tổ tiên của mình nơi chinh suối rất vui lòng vì con cháu ở cõi thế gian này biết tu hành niệm Phật thì mình được giải thoát. Đó là hiếu xuất thế gian. Hôm nay tôi cần nói lên đây cho các vị biết được và hiểu được xuất thế gian đó là thế nào. Có người nhiều của lắm tiền mà cha mẹ mình như người ăn xin thì thấy rất đau lòng xót dạ. Có người rất tàn nhẫn
bỏ cha và bỏ mẹ, không nuôi dưỡng và không thương tiếc chút nào. Vậy hỏi hạnh hiếu mình không có thì làm sao có hạnh Phật hả chư quý vị? Thấy cha mẹ lê lết ở ngoài đường mà con thì nhẫn nhơ trong chăn gối nệm ấm trăng im, thì hạt giống bồ đề của chúng ta mãi mãi không thể nào nảy mầm, không thể nào được trồng tươi tốt. Nếu hạt giống đó được trồng tươi tốt thì chúng ta hãy dung phân tưới nước. Dung phân tưới nước đây rồi là tu. Hạt giống là chúng ta, bồ đề đó là bồ đề của Phật đã gieo rải khắp nơi nơi. Giống như Ngài Thích Minh Tuệ, Ngài ấy đã đi khắp nơi khất thực, và hiện nay Ngài ấy cũng đã gieo giống hạt bồ đề cho những người hiện nay. Mình đã thấy rồi đó, khi Ngài Thích Minh Tuệ, Ngài đã có mặt đi khất thực thì những người hút thuốc, người ta còn bỏ thuốc đó chứ quý vị. Người ăn chay không được, người ta thấy Ngài Thích Minh Tuệ mà người ta dùng chay được đó chứ quý vị. Thì thử hỏi, người ấy phải chăng là người Bồ Tát hay chăng? Đức Thầy đã nói, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Thì Ngài Thích Minh Tuệ, Ngài ấy đã đắc, Ngài ấy lẫn tục không mê, và Ngài ấy đã chứng được bậc hiền vì bị người ta đánh đập. Quý vị nhìn lại hình ảnh Ngài Thích Minh Tuệ bị đánh đi, rồi quý vị sẽ thấy rất đau, đau lòng. Vì Ngài ấy hạnh được, hành được hạnh nhẫn nhục, gọi là cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Ngài ấy đi khắp thế gian, vào Nam ra Bắc, nhưng Ngài không mê không nhiễm một thứ gì, chỉ một bát ba y, ăn cơm một ngày một buổi, ngủ thì ngủ trong nghĩa trang và nhà quan vách đá. Thử hỏi, gương sáng ấy đời đời cho ta dòm thấy. Còn Đức Phật Thích Ca cách đây 200 năm hơn, thì chúng ta là hậu bối không chứng kiến được, chỉ nghe được trong video và thấy được trong video người ta phát lại là một người diễn viên đóng lại mà thôi. Còn Ngài Thích Minh Tuệ hiện nay, Ngài đã một giai tuần rất rất đặc biệt là hiện hữu, mình đã nhìn thấy, thấy thực tế bên ngoài, không dựng ảnh, không diễn xuất, nhưng Ngài đã hành theo 13 hạnh đầu đà,
của người gọi là Ngài Maha Kajip. Ngài Maha Kajip là đại đệ tử của Đức Thích Ca. Thì thử hỏi chư quý vị, những hạnh trương ấy chúng ta cần phải dòm thấy mà noi theo hành chánh pháp. Không phải chúng ta chạy theo cái hiện tại, nhưng chúng ta nhìn thực tế gọi là chánh pháp hiện hữu, tai nghe, mắt thấy, chúng ta hành theo hạnh pháp của chư Phật. Hạnh pháp của chư Phật để lại những gì? Đó là giới định tuệ. Giới định tuệ, giới là giới lực, định là thuyền định, tuệ là trí tuệ. Chúng ta tu phải cần có một trí tuệ sâu sắc, cần có một thuyền định để tâm thanh tịnh. Giới thì mình giữ giới, không sát sanh, đạo tật, tà dâm, trộm cắp, không nói dốc, nói láo, đó là giới. Cho nên Ngài Thích Minh Tuệ, Ngài cũng giảng rằng lấy giới làm hạnh, lấy giới làm luật. Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có nhắc rằng tám điều răn cấm rằng chúng ta không nên sát sanh hại vật, hoặc là không nên kỹ su phụng kẻ giàu sang và phụ người nghèo khó. Chúng ta cần giữ giới. Cái giới là một cái hàng rào để chúng ta tu tiến dậy. Ai nói rằng tu không giữ giới, dẫn đắc xin thưa, không giữ giới không bao giờ đắc đạo. Nếu tu không giữ giới thì người đời làm cũng được, không cần phải tu. Nếu ai mà không giữ giới thì cũng đắc. Thì các vị tiền bối ngày xưa đâu cần giữ giới, đâu cần tu. Người ta giữ giới, người ta tu mới đắc. Nếu người ta giữ giới, người ta tu mới đắc, thì mới có sách vở và những đạo hạnh để cho hàng tiểu bối như chúng ta noi theo để học hỏi, để rồi càng tu càng tiến, tiến lên con đường giải thoát vậy. Hôm nay có hữu duyên, tôi nói đây là nói để chia sẻ cho những người hữu duyên, ai cần tu giải thoát, hãy quay đầu về nội tâm và tu giữ giới, niệm Phật, ăn chay, làm lành, lánh dữ. Thì đó là mối chốt của người tu và người hành đạo của chúng ta. Tại sao trước đây tôi không nói sâu những đề tài này? Vì lý do mình chưa đạt được những điều ấy, cho nên mình không dám nói. Nhưng hôm nay không biết lý do gì, nhân duyên gì mà khẩu mình nói được, chớ mình không dám gọi là mình đạt được cảnh giới nào. Kính thưa chư quý vị, mong chư quý vị hoan hỷ cho những lời chia sẻ Phật Pháp thật lòng. Quý vị muốn hành sâu sâu hơn nữa thì quý vị hãy trở lại nội tâm và trở lại chính mình. Tu vào nội tâm, ngồi thuyền niệm Phật, kiểm tra thân xác mình. Niệm Phật phải kiểm tra mình niệm trong tâm mà tâm trí mình vẫn nghe được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
đó là kiểm tra thân xác. Vì mình ngồi thuyền mới kiểm tra được xác thân và niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới kiểm tra được tâm trí. Cho nên chúng ta cần phải kiểm tra thân, khẩu, ý. Vì chúng sanh trong cõi hạ nguyên này, chúng ta thân, khẩu, ý, nghiệp nặng nhất là khẩu. Vì Đức Thầy nói rằng khẩu nghiệp của các trò còn nặng lắm nhỉ. Cho nên chúng ta phải gìn giữ ý tứ lời nói ra, đừng dùng lời tiếng chửi rủa hoặc nói trên đầu trên cổ người khác, đó là tội lỗi lắm chư quý vị ơi. Chư quý vị lướt điện thoại coi xem video thì quý vị comment Nam Mô A Di Đà Phật, đó là phước vô lượng vô biên, phước hy hữu. Và người niệm Phật, thường niệm Phật hàng ngày thì quý vị sẽ được các chư Bồ Tát ủng hộ, âm thầm ủng hộ chư quý vị. Chư quý vị sẽ được như ý nguyện. Tại sao tôi nói đây là được như ý nguyện? Vì bản thân tôi đã niệm Phật và đã được như ý nguyện. Tại sao tôi dẫn chứng mình mà không dẫn chứng người khác? Tại vì ngày xưa thân tôi lắm lắm thâm trầm đau khổ khôn lường. Vì câu Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ tôi luôn hành, tới ngày hôm nay xác thân được nhẹ nhàng, tâm trí luôn gọi là không vướng mắc một điều gì, gia đình chồng con tài sản tôi không cần thiết tới, ai đi ai về ai ở mặt tình. Nam mô ta giữ thân mình trong tâm, từ bi sáu chữ âm thầm, ta luôn giữ niệm đứng nằm chẳng phai. Đó là bản tâm tôi thường hành và chia sẻ cùng chư quý vị. Thì hôm nay chia sẻ video này, mong chư quý vị thực hành vào sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, hàng tháng và hàng năm, và mãi mãi cuộc đời này, giàu mạnh hay yếu, già hay trẻ, chúng ta đều niệm Phật cho đến ngày hơi thở cuối cùng. Thì chúc cho tất cả bạn sen được như ý nguyện của mình trong khi hành đạo và trong cuộc đời hành đạo của chúng ta. Mãi 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 là câu hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ đạt được tất cả như ý nguyện. Vậy thì giây phút cuối cùng của video, xin chúc cho chư quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn, đạt được hạnh quả Bồ Đề, giảng sanh về cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.